Kính thưa quý vị và các bạn, sau 4 lần giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Phố xá ở thành phố Trà Vinh trở nên nhộn nhịp hơn, nhịp sống đô thị dần trở lại, mang hơi thở sức sống mới, được thể hiện qua phóng sự do Trúc Quỳnh và Quốc Danh thực hiện. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã rất mừng khi hàng quán được phép mở cửa buôn bán trở lại. Bởi gần 2 tháng qua, sau 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hàng quán ăn uống đều phải đóng cửa. Người dân mất hẳn thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và kinh tế gia đình. Trao đổi với chúng tôi, nhiều chủ quán ăn cho biết, những ngày đầu mở cửa buôn bán hàng ăn uống trở lại, do không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về nên không đắt hàng như lúc trước khi chưa có dịch bệnh. Lượng khách đến mua về không nhiều, không thể so với việc khách được ngồi ăn tại chỗ. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều rất phấn khởi, chấp nhận vì trong điều kiện khó khăn như hiện tại, có thể buôn bán trở lại để có thu nhập là điều đáng quý. Tuy không bán được nhiều, nhưng vẫn có tiền xoay sở cuộc sống, không như thời gian 2 tháng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng quán đóng cửa, không ai buôn bán được. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy bán hàng ăn uống ở phường 1 cho biết, mặc dù mừng khi được mở cửa buôn bán trở lại, nhưng chị và các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Cũng hơi nghỉ mấy tháng vậy đó, rồi giờ được mua bán mừng quá trời luôn. Nhưng mà chị cô bác thì cũng giăng dây vậy nè, rồi đeo khẩu trang, rồi đeo kính che nữa. Cho nó an toàn, sợ bệnh lắm. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền thuê mặt bằng bán hàng ăn uống. 2 tháng qua chị đóng cửa, giờ được bán trở lại, nhưng chị cũng còn e ngại vì dịch bệnh vẫn còn. Ở đây thì chủ cho thuê thì cũng có tâm, cho nên cũng không có lấy tiền thuê, cũng như là chừng nào buôn bán phải lấy. Thì thấy cũng vui, với một phần nữa là có thu nhập. Tóm lại bây giờ thì khách thì ai cũng không dám lại gần đâu, giờ người ta mua người ta cũng kỹ cho nên người ta đứng có thể xa hơn nữa. Những sợi dây văng ngang quán hay những tấm biển treo cùng những dòng chữ nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay khử khuẩn, giờ đã không còn quá xa lạ với những quán ăn hay những điểm buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ. Có một điều là không ai cảm thấy phiền hay hờn giận, mà ai nấy đều đồng tình. Nếu như trước đây được cho là thiếu tế nhị, khách hàng phiền lòng, chủ quán có thể mất khách, nay nhận được sự ủng hộ và lời cảm ơn từ thực khách. Chị Nguyễn Viết Linh, chủ quán bún nước lèo trên địa bàn phường 1 cho biết, mặc dù dịch đã được kiểm soát, nhưng chị cũng muốn mỗi người cần chủ động phòng ngừa, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chị được bán bình thường trở lại, vừa có thu nhập, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Rất mừng, tại vì ở nhà, mình nghỉ ở nhà thì không có thu nhập, mình bán ra bán thì mình có thu nhập để mình trang trải thì đã đỡ. Này là nhà thuê nguyên căn, rồi ở đây thì có mẹ với cháu đồ ở. Nhưng mà thì mỗi người là nếu mà nghỉ đóng cửa quán này rồi thì không ai làm gì hết, chỉ ở nhà thôi chứ không có làm. Thì em phải giăng dây như vậy, rồi để cái này khách để tiền vô đó em để ngoài, rồi mỗi lần ấy thì phải sát khuẩn, rồi giống như cũng để cái bảng để người ta thông cảm, nhiều khi sợ nhiều người ta thấy căng dây này nè, ta cũng ngại, ta không muốn tới, nhưng mà mình để cái bảng vậy đó để cho người ta thông cảm cho mình. Bán được thì cũng mừng, nhưng mà vừa mừng cũng sợ sợ, tại vì mình cũng phải giữ an toàn á. Trong 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, có lẽ những người bán hàng rong, xe đẩy, xe ôm là một trong những nhóm lao động tự do bị ảnh hưởng nhiều nhất, trực tiếp nhất, mất hoàn toàn thu nhập. Phần lớn đây là những lao động khó khăn, buôn bán nhỏ lẻ, làm ngày nào ăn ngày nấy. Nay được buôn bán trở lại, áp lực kinh tế sẽ đỡ phần vất vả. Đúng rồi, bán hoài bữa nay. Trời ơi, được đi bán là mừng rồi, đang xây tiền, xây chở chứ. Nhưng mà có cái nhà nước được hỗ trợ được 1,5 triệu cũng mừng. Chứ bây giờ không có tiền ở nhà chết à. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Dũng ở ấp Sóc, xã Quyền Hội, huyện Càng Long cho biết, ông làm nghề chạy xe ôm từ xã Quyền Hội xuống chợ Trà Vinh. Trước dịch bệnh, mỗi ngày ông cũng chạy được từ 100 đến 200 ngàn, phụ trợ lo cho gia đình. Nhưng sau khi nới lỏng giãn cách, không có khách đi nhiều. Có ngày ông không chạy được cuốc xe nào. Tuy khó khăn, nhưng tinh thần được thoải mái, vui vẻ hơn. Được ra khỏi không gian mới vậy đó.
là được thỏa mãn, người nó làm ăn nó suôn sẻ gì đâu đó. Mà chạy không được, thấy gì đó, cũng như ra khỏi nhà cũng như đi câu cá không được nè, đi đâu cũng được hết á, ra đường không được luôn, ở nhà suốt, thấy nó thỏa mãn hơn, nó vui vẻ hơn, phấn khởi hơn, tuy rằng không có tiền mà nó vui vẻ hơn. Gần 2 tháng thực hiện giãn cách, người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh đi chợ bằng phiếu. Trung bình từ 3 đến 5 ngày mới được đi chợ một lần. Hình thức đi chợ này ban đầu có làm cho người dân bỡ ngỡ, chưa quen và thấy hơi bất tiện. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, việc đi chợ bằng phiếu mang lại những tiện lợi nhất định. Nhất là hiện nay, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Chợ dân sinh là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Thì việc đi chợ mỗi tuần từ 2 đến 3 lần là hợp lý. Tránh việc đi chợ thường xuyên mỗi ngày là không cần thiết. Người dân vừa tiết kiệm thời gian dành cho việc đi chợ, đồng thời vừa tham gia phòng chống dịch bệnh. Cũng sợ dịch đó, 2 ngày mới đi 1 lần hoặc là 3 ngày. Thì cũng giữ khoảng cách với người bán, người mình đeo khẩu trang rồi, xịt khuẩn rồi. Thì cũng sợ chứ, nhà có 2-3 đứa con nhỏ rồi đi ra cũng kỹ lưỡng rồi. Trước khi vào chợ thấy cũng sát khuẩn tay, rồi mang khẩu trang, rồi giữ khoảng cách. Bây giờ chị cũng 3-4 ngày chị mới đi 1 lần. Tại vì giống như cũng nó cũng có thói quen rồi, với cái đơn mình đi làm việc á, những khi trên cũng phù, nó cũng phụ thuộc vào cái công việc mình làm. Cùng với thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, nhiều người được buôn bán làm việc trở lại để dần ổn định cuộc sống. Thì trên địa bàn thành phố Trà Vinh có 19.238 đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết 68, số tiền trên 30.674.000.000 đồng. Là địa phương có số đối tượng được hưởng đông nhất tỉnh, các xã phường đã rà soát kiến nghị để hỗ trợ kịp thời cho người dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Nhiều tổ chức thiện nguyện, siêu thị không đồng, đồng hành và chia sẻ giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Trước dịch thì em làm phục vụ ở quán ăn, còn trong dịch thì em không có đi làm được nên là phường cho hỗ trợ. Dạ, rất là vui tại vì phường hỗ trợ mình có thể phụ giúp nhà được. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh vừa ban hành công văn 3415 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Theo đó, các phường xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh sẽ tiếp tục phát thẻ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích cho người dân với tần suất đi chợ 3 ngày một lần. Thời gian áp dụng từ ngày 14 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Dẫu được nới lỏng giãn cách, được phép mua bán kinh doanh trở lại, nhưng mỗi người dân thành phố Trà Vinh đều biết rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ai nấy đều sợ dịch bệnh, sợ giãn cách, nên luôn chủ động phòng ngừa, không chủ quan lơ là, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tuy chưa được trở lại trạng thái bình thường như chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, nhưng phố xá ở thành phố Trà Vinh trở nên nhộn nhịp hơn, nhịp sống đô thị dần trở lại, mang hơi thở, sức sống mới.